Quá trình phát triển xe tăng T40 được đề xuất bởi công ty Skoda trong chương trình TVB tăng đa nhiệm vào năm 1946. Phần thiết kế đã hoàn thành xong, tuy nhiên không có nguyên mẫu nào được chế tạo. Hãy coi như đây là phiên bản hạ cấp của chiếc TVB VTU ở cấp 6 nhé. Hỏa lực sử dụng khẩu 8,8cm, có sát thương từ 200 cho đến 300, cũng giống như nhiều khẩu 8,8cm khác của Đức ở cấp 6. Độ xuyên trung bình đạn thường thì mình không đánh giá cao, nhưng đạn vàng là hit lên tới 200mm thì ok rồi, nếu mà hơn nữa thì chắc là sẽ ốp. Quá trình nạp đạn gần 7 giây, sát thương trung bình mỗi phút gần 2.000, cũng gọi là dồn thiệt hại được. Độ phân tán 100m và thời gian ngắm hay là ổn định nòng pháo thì cũng gọi là cân bằng với cỡ nòng ở cấp dưới. Nó hơi to tí, anh em nên bắn tầm trung và tầm gần. Một vài thông số khác như sau, hạ nòng chỉ có -6 thôi, lưu ý không chơi được ở trên đồi tốt đâu. Tiếp theo là số máu và giáp thì cũng tăng hạng trùng thôi, anh em có thể mang thêm búp để đổi thiệt hại với kẻ địch tốt hơn. Tiếp theo là về độ cơ động, tiến 50 lùi 20 và mình có mang thêm nitro lên tới 55 km/h tiến. Anh em hãy nhìn vào cái trọng lượng lên tới 40 tấn, hãy sử dụng chiếc Skoda T40 để đâm những kẻ địch có trọng lượng nhẹ và giáp yếu nhé. Về khả năng ẩn giấu thì tốt hơn so với chiếc Skoda trong sơ đồ công nghệ và khả năng phát hiện là 370m cơ bản. Nói chung thì cũng có thể đi soi được. Đây là bộ thiết bị của mình, có thể tham khảo nhé. Như mình vừa nhắc thì có thể chơi tầm trung và đổi thiệt hại với kẻ địch, mang bộ gia cố cải tiến. Còn nếu anh em muốn đâm húc, hãy mang thép đệm. Không dài dòng nữa, hãy cùng mình chơi chiếc Skoda T40, xe tăng vàng cấp 6 của tiệp khắc nào. Trận đấu đầu tiên ở bản đồ Pisen. Có thể anh em không biết, và bản cập nhật nhánh đầu tiên của tiệp khắc ấy, thì bản đồ Pisen cũng được vào cùng. Khả năng cao cái bản đồ này hồi đấy lấy một cái địa danh nào đó ở tiệp khắc. Khởi động trận đấu thì mình tính đến vị trí H6, H7 để bắn tỉa. Nhưng nghĩ lại, đây là phòng đấu cấp 5, có thể chơi cận chiến. 2-3 viên đạn tiễn kẻ địch về gara, cùng lắm thì húc họ một phát. Thế là mình không bắn tỉa nữa, nhảy xuống, giao tranh ở ngoài này luôn. Cũng không có nhiều người đi cánh 89. Trận đấu này đôi công, tập trung hết vào trong nhà máy rồi. Ra hiệu hỗ trợ, hy vọng đồng đội hiểu ý. Chưa thấy kẻ địch đâu. Phía trước có chiếc Chaffee 550 máu. Một phát đạn và đâm. Anh ta đã kịp thời lùi xe. Nếu bây giờ mình trườn qua cái phần mô đất này và sang đâm chiếc Chaffee thì có thể pháo chống tăng hay là kẻ địch nào đó trên vị trí C8 có thể bắn mình ngay. Mất thêm một phát đạn nữa mới có thể tiêu diệt được chiếc Chaffee. Như anh em có thể thấy, trọng lượng nặng của chiếc Skoda T40 đã khiến cho kẻ địch mất hơn nửa cây máu. Đang chờ chiếc Amix chạy lên soi. Mình sẽ kiểm tra vị trí C8. Knock knock. Lộ hình rồi. Và tiết lộ luôn cho anh em, pha đạn bắn mù đầu tiên của mình đã bắn trúng chiếc Wolverine. Chút nữa anh em sẽ biết đấy. Cũng phải đề phòng kẻ địch ở nhà máy bắn tạt ra nha. Tiếp tục bắn mù, kiểm tra vị trí. Rơi xuống đất rồi. Có thể thấy chiếc Skoda T40 mang rất nhiều đạn. Anh em thoải mái bắn từ xa hay là spam đạn luôn. Xe tăng vàng mà. Có ra hiệu cho chiếc LCPIS. Hãy cẩn thận, ở đây có người. Các hạng nhẹ bên địch đang ở cuối đường. Và đúng là chiếc Wolverine. Anh ta mất nửa cây máu. LCPIS đang chạy về để dí đồng đội mình. Nhớ lại cái cảnh đâm chiếc Chaffee mất hơn nửa cây máu, mình muốn điều tương tự sẽ xảy ra với chiếc LCPIS bên đội địch. Và triển khai luôn, tấn công trực diện anh ta. Thì số 3-1 rồi, đang có lợi thế. Mình muốn tạo thế gọng kìm ở cánh này. LC ơi, where are you now? Chưa thấy đâu nhỉ? Thôi thì mình sẽ giao tranh với chiếc Su-100 trước. Chỉ cần 2 phát đạn thôi, anh ta có thể sẽ bay màu. Và LC đang quay về vị trí này. Dám tấn công à? Cho bạn bắn. Về gara luôn. Tiêu diệt chiếc Su-100. Double kill luôn. Tiếp theo là chiếc AT-8. Anh ta đang xoay về đấy chăng? Một tình thế rất khó khăn cho chiếc AT-8. Đâu đâu cũng là kẻ địch. Anh ta bắn đồng đội mình. Cơ hội chuyển về đạn hit. Dễ dàng đục được luôn. Nếu pha đấy mình dùng đạn AP và chiếc AT-8 đứng nghiêng ấy thì có khả năng 50-50 chuyển sang đạn hit để chắc chắn xuyên cho nó dễ dàng. Bên địch chỉ còn 7 người thôi. Hai pháo tự hành à?
Đi săn thôi anh em nhé. Ôi đang áp cả. Bảo sao ta hạng nặng bên địch yếu thế. Thế thì mình xin phép spam đạn. Dậy bạn ơi. Dậy đi ông cháu ơi. Phát đạn thứ hai khiến anh ta đứt xích. Đồng đội yểm trợ tiêu diệt luôn. Tiếp tục đẩy vào căn cứ địch. 3:04 H. Anh ta còn 48 máu. Liệu mình có cơ hội kiếm top gun không? Ơ kìa, đạn bay đâu đấy? Tiêu diệt chiếc 3:04. 5 mạng rồi. Và phía trước có chiếc FV-304. Anh ta đang xoay về đấy chăng? Có vẻ như chiếc FV đang xoay về vị trí của mình. Anh ta cũng đang bị đứt xích rồi. No no no. Top gun luôn. Grenade. Chuyển về đạn nổ. Nếu nảy thiệt hại tốt, mình có thể tiêu diệt anh ta bằng một phát đạn. Nhưng đáng tiếc là không. Chỉ được 252 máu thôi. Phát đạn tiếp theo thì sao? Rơi vào vật cản rồi. Không thể kiếm được huy chương hai pháo. Hơi đáng tiếc. Nếu so với những chiếc xe tăng hạng trung cấp 6 đâm hút khác, ví dụ như VKM, Red Panther và Bundel, thì Skoda T40 chưa thể bì bằng được. Nhưng có một cái điểm mà mình thích Skoda T40 đâm hút hơn, chính là khả năng tăng tốc. Anh em thấy đấy, khi mà chúng ta đâm vào kẻ địch thì sẽ bị mất tốc. VKM, Red Panther, Bundel, chúng nó sẽ mất một khoảng thời gian để trở lại cái tốc độ ban đầu, thoát khỏi cái làn đạn hoặc kẻ địch dí. Còn Skoda T40 nó sẽ nhanh chóng hơn, vèo một cái lên 40-50 ngay. Điểm yếu chí mạng của chiếc Skoda T40 chắc là cái thân hình to lớn và giáp yếu thôi, mẫn cảm với đạn nổ. Cái này thì nhiều anh em đã trải nghiệm trên con VTU rồi đúng không? Nhưng cũng dễ dàng trên chiếc Skoda T40 bởi vì đây là cấp 6, không có nhiều kẻ địch có đạn nổ ngon hoặc là độ xuyên quá tốt. Nhưng vẫn phải lưu ý những kẻ địch máu mặt như là KV2 và OI. Vừa nhắc xong, OI ở phía trước. May quá, OI bắn xuống đất. Chứ không quả đấy về gara luôn đấy chứ. Anh ta sử dụng khẩu lựu pháo mà. Rất nhiều kẻ địch đang bao vây bọn mình. Khả năng cao sẽ phải chạy thoát. Ái chà chà. Trực nha. Mình không muốn đứng ở cái nòng chảo này nữa. Bắt buộc phải chạy thoát. VKB. Vẫn còn 15 máu. Chưa bay bầu được. Rất nhiều kẻ địch đang trực. Quá khó khăn cho mình. Cánh trên đẩy đi. Nhiều người mà. Mình nhân cơ hội chiếc VKB di chuyển thì phân tán của anh ta sẽ lớn, mất thời gian ngắm hơn. Trừ khi anh ta snapshot pha đấy, mình có thể sẽ bay bầu. Có ra hiệu cho chiếc Su-100i hỗ trợ mình nếu chiếc VKB tiến đến. Cảm ơn đồng đội, hiểu ý đấy. Và LCPS tiếp tục trực mình. Cái giá phải trả, bay bầu luôn. Khả năng cao là mình sẽ phải rời khỏi cái tảng đá này thôi. Không là pháo tự hành sẽ dí, hoặc những kẻ địch là pháo chống tăng bắn từ xa. Nhưng mà pha vừa rồi cũng hơi nguy hiểm đấy nhá. Anh em nên chờ thêm khoảng 5 đến 10 giây hết lộ hình cái đã. LC vừa soi thêm mình mà. Chỉ còn 15 máu thôi. Liệu có thể làm lên cơm cháo gì không? Đang có lợi thế ở cánh trên rồi. Mình sẽ đứng từ xa để chờ xem chiếc VKH và KV2 có tiến lên không. Một vị trí khá là đẹp đấy chứ. OI đang chạy ra căn cứ để chiếm à? Mình muốn quay trở lại cái vùng đồi để bắn vào trong căn cứ. Đạn hit của mình thì dễ dàng bắn xuyên trước OI rồi, 200mm. Skoda T25 đang về nhà. Và VKH đang tiến lên. Chạy thoát. Nickelback. Tuyệt vời bạn ơi. Pha dụ được ấy chứ nhở. Tham ăn tục uống là sai lầm rồi. Skoda T25. Lúc nãy bắn mình phải không? Đáp trả cho anh ta một viên. Bây giờ thì hướng về căn cứ. Xem kẻ địch ở đâu nào. Su-100i đang bắn tỉa từ xa.
Chạy đâu, sát thương nghiêm trọng, trúng thùng nhiên liệu, tí cháy nhá. Ôi, liệu mình có thể bắn xuyên được không? Đồng đội ăn mất rồi. Tiếp theo là KV2, chuyển về đạn thường thôi, không cần sang đạn hit. Sát thương nghiêm trọng khiến anh ta hỏng động cơ, không thể di chuyển được. Tiếp tục là sát thương nghiêm trọng, đảm bảo với anh em luôn, vẫn trúng động cơ. Thế mà không cháy nha. Số KV2 đỏ phết. Hai kẻ địch còn lại, Su-100Y và Grenade. Su-100Y dưới 400 máu, hai phát đạn của mình có thể tiêu diệt được. Có 15 máu vào YOLO cho vui. Sợ gì nữa, tan cuộc rồi. Mà chưa thấy chiếc Grenade ở đâu nhờ. Nấp trong vị trí K0 à? Anh ta ở phía trước. Ui ôi, lạy bạn đây. Mình còn 15 máu, nếu mà đâm trước Green Day thì có thể tiêu diệt anh ta, nhưng mình cũng có thể bị tiêu diệt. Đây là thôi, không cho anh ta huy chương Kamikaze đâu. Và Su-100Y đang tấn công lên đây. Có phát đạn bắn trúng xích nhưng không đứt. Nhưng mình vẫn kịp thời tiêu diệt anh ta bằng phát đạn cuối cùng. Trận đấu cuối ở bản đồ Southern Scott, mình sẽ cho anh em xem cách ra vào hợp lý của mình như thế nào. Phòng đấu cấp 7, khả năng cao mình sẽ không chơi cận chiến nhiều, nhưng nếu móc thì khá là ok để dồn thiệt hại kẻ địch. Đồng đội đang đẩy xuống để giao tranh. Kẻ địch từ xa bắn rất nhiều. Ái chà, mặt đối mặt hết rồi. Mình đang chờ xem còn ai sẽ đi vào vùng trung tâm nữa không. Skoda T25, một phát đạn snapshot rất tốt. Và bây giờ mình sẽ đuổi theo anh chàng này, cho anh ta một phát về gara, sau đó móc những kẻ địch ở đằng sau. Có chiếc T-58 cũng ở đây luôn. Còn 5 năm máu, mình tiết anh ta bằng cách đâm hút KV-1S. Mình cần 3 phát đạn mới có thể tiêu diệt được. Làm ơn lấy thiệt hại thoát đi. Hay quá, phát này ngon nè. KV-1S đã bắn trượt. Tuyệt vời, cảm ơn đồng đội vào yểm trợ. Setter, làm gì đây? Này thì đổi thiệt hại với nhau. Anh ta chỉ bắn hơn 100 máu thôi, còn mình đáp trả lại gần 200. Có vẻ như đồng đội mình đã không thể chống cự được đợt tấn công của kẻ địch ở phía dưới đấy, nên mình sẽ phải chạy thoát ngay. Skoda T25 cũng không còn nhiều máu. Hai kẻ địch cấp 7 quay trở lại thì bọn mình không thể chống được. Vừa rồi mình đã bị lộ hình, chứng tỏ là chiếc Setter đã soi thấy mình ở vị trí C3. Anh ta cũng vừa bắn mấy viên đấy. Về nhà thành công, không bị bay bầu. Đồng đội đang đẩy cánh 89, gây áp lực lên căn cứ kẻ địch. Mình sẽ quay trở lại cái tảng đá F4, chờ những kẻ địch đi qua cầu, bắn họ mấy viên, câu thời gian cho đồng đội ở căn cứ. Skoda T25 không chú ý, ra bắn một viên, dụ anh ta về vị trí này. Chờ hết lộ hình thôi, để xem có thể slap shot tốt được không nhé. Hết lộ hình rồi. Ái chà, Skoda T25 này, một là có tầm nhìn, hai là anh ta bắn mù. Nhưng cũng may là nảy đạn không xuyên. Tốt nhất là lên chạy về đi. Setter đang áp đảo chỗ heo cát kìa. Mình cũng muốn về yểm trợ cho đồng đội. Ông VKP thì đang bắn tỉa từ xa. Đúng là thời thế thay đổi rồi. Nhiều loại phá trúng tăng mới quá anh em ạ. Heo cát đã bay. Setter thì còn nhiều máu. Có thể anh ta sẽ quay trở lại cái vị trí gầm cầu móc mình. Quay trở về căn cứ này, đạp đổ cây ở cái cửa ngõ. Nếu Setter chạy vào thì mình có thể bắn anh ta một viên phủ đầu, sau đó lùi xe chờ anh ta đến bắn viên tiếp theo. Đây là cách mình phòng thủ nếu kẻ địch có xông vào căn cứ. Đạp đổ cây tạo thêm camo, gây bất ngờ cho kẻ địch chạy vào. Black Marine, có vẻ như bọn họ muốn về để reset căn cứ. Setter thì không móc mình rồi, nên đi ra để tạo thế gọng kìm thôi. Đồng đội có thể chiếm căn cứ thành công được không? TA9,
Một phát đạn chưa thu hết tâm, không trúng giáp. Lộ hình rồi. Sát thương nghiêm trọng khiến anh ta đứt xích. Có phải vậy không? Hay là chỉ hư hại thôi? Không thấy anh ta di chuyển này. Chờ hết lộ hình nha. Dù có bụi cây phía trước nhưng T29 có thể bắn bù. Không trúng giáp nhưng đứt xích rồi. Vậy là chứng tỏ chiếc T29 không di chuyển và trực mình. Ái chà. Đồng đội chiếm căn cứ thành công. Thêm viên nữa đi. Con VTU cấp 8 thì chơi khá là phế, nhưng chiếc Skoda T40 phiên bản hạ cấp chơi ok phết. Ở trận đấu Bisen phòng cấp 5, mình spam đạn khá là nhanh, 3.200 sát thương, Top Gun 2 caliber và Master lần đầu. Điểm đội 1.467 kinh nghiệm gốc. Số 3 kiếm về thì đây là phòng cấp 5 thôi, không nhiều như cấp 7 hay là cấp 8 đâu. Trận đấu bản đồ Seren Scott mình cũng bắn được tương tự giống như bản đồ Pinsen và điểm đội 1.430 kinh nghiệm gốc. Con hàng này nói thật là dễ kiếm Master, chỉ có 1.100 kinh nghiệm gốc thôi là mang về cái Master và làm nhiệm vụ chiến dịch khá là ok rồi. Trận đấu bản đồ Sand River vừa bắn vừa soi cũng được kha khá ấy chứ. Điểm đội gần 1.500 kinh nghiệm gốc, tối đa của mình luôn, tốt hơn cả trận đấu bản đồ Pinsen. Và trận đấu ở Intro, mình bắn chưa đến 2.000 sát thương và hỗ trợ cũng chỉ 1.000 thôi, nhưng kiếm được 2 huy chương ngon và điểm đội 1.134 kinh nghiệm gốc. Nói chung thì Skoda T40 chơi khá là ổn thôi, không phải là vượt trội hay là ngon nhất đâu. Nhưng nếu anh em muốn chơi chiếc VTU hạ cấp để bán hành cho tân binh, bán hành cho xe tăng ở cấp dưới ấy, thì lựa chọn chiếc xe này cũng được, bán ngay trong sơ đồ công nghệ hay là cửa hàng game thôi. Đừng quên để lại suy nghĩ của anh em dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn đã theo dõi, chúc chơi game vui vẻ. Bye bye!